phải giữ lại để cho anh em hái dừa. Và trái này nghe chừng là hơi khó lấy ha. Không thổ lên này. Rồi. Sao ta? Con bình nào đó bỏ phía trước này. Được. Quá phê. Đây. Cái hộp này bây giờ quá. Như tự nhiên hay là người ta trồng đó. Tự nhiên quá nhỉ. Tự nhiên anh trồng đấy. Đây. Mồi nướng mà. Mồi nướng cũng ok. Coi coi mày đi chẻ ra cái này. Mồi mồi vô. Nó chẻ ra chút xíu à. Nó hát sinh tồn. À, sinh tồn, sinh tồn ha. Đấy, sinh tồn. Ê, cái này người ta mới thăm này. Non hả? Ờ, non, hơi non. Non. Không mà mình ăn được. Cái này là người ta thăm đúng không? Người ta thăm thử, nó chưa già là người ta không hái. Nhưng mà non có mình hấp nước thôi. Sao chắc được. Mình bị bóc ruột không thì ăn được. Hả? Được. Các bạn có đi như thế này phải kiếm một người như Bảo đi nhá. Dân miền Tây. Tiếp tiếp tiếp. Phải đúng dân sông nước mới được. Tiếp tiếp. Qua. Tiếp 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 tiếp. Nào hai. Qua rồi đó. Đào. Wow, cái này bự à. Này chạy từ từ nha. Đây nha các bạn. Còn chỗ đá không anh? Còn. Ờ còn thấy là cái gì anh? Ô. Oh, kín. Thì bỏ phía sau nữa. Bỏ bỏ trong hai luôn nè, chạy từ từ nha. Đấy. Có thấy không? Cái bình lợi hại chưa? Ôi 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 ôi. Còn một bụng nữa đúng không? Rồi, đóng kín. Đây, xin chào các bạn. À, bây giờ thì ba anh em chúng tôi đang có mặt ở một cái cánh rừng ở ngoại ô Sài Gòn. Và đây là cái bồn dừa nước. Chúng ta thấy rằng là cái bồn dừa nước này là mình hay mua ở trên thành phố rất là nhiều. Thì rất là nhiều xe để bán đúng không? Và bây giờ tụi mình chiều nào cũng đi bán. Trên nữa này. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái bồn dừa nước này á, mình không có dao để mình thử. Ví dụ thường thường mình thử là mình có con dao mình xét ngang, mình sắc ngang đây nè. Mình thấy trong ruột vừa ăn thì mình sẽ chặt. Còn bây giờ là mình không có dao, cho nên là bắt buộc là mình phải quan sát dựa trên màu sắc của nó. Thì cái này thì tỷ lệ đó nha các bạn. Ví dụ như là cái màu nó sẫm sẫm như thế này, nó sẫm nâu thế này nè. Nó có xen lẫn giữa màu nâu và màu đen. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bồn này có cái tỷ lệ mà vừa ăn nó cao. Cho nên là mình sẽ bẻ cái bồn này. Và một chút về mình sẽ test thử xem là phải nó chín không nha. Ok. Dạ. Yeah. Wow. Tồ may quá, nổi quá. Dừa này nó nổi các bạn. Rồi, ok. Đủ anh. Bốn để phía sau. Vô. Bây giờ mình sẽ chở anh em chúng ta về. À, anh cầm đây đây. Chạy số ra. Thì kêu là hết ga hết số.
cáo không anh?